Tiếp tục live trưa của ngày 12. Em xin phép lên đồ lính Mỹ à. Đầu live lên một con ghi lê này. Rồi, nó rất rồi. Con này ghi lê của lính Anh. Ghi lê nhá, anh em bận áo ký giả rất là mát, dễ chịu và rất trẻ trung. Ai thích cái phong cách này thì chốt cho em. Vai con này khó tính lắm, 36 à. Chiều dài có 50. Áo của lính Anh nha anh em. Áo thì bận áo ký giả thì nó áo khỉ khỉ thôi, chứ đâu có phải là áo dài đâu, đúng không? Ở cái dây chằng này hơi dài này, anh em đun lại cũng được. Đun lại để về cũng được, tùy anh em. Hiện tại con này là 60 đến 70 kích. Dây kéo của nó thì mất đầu rồi. Con này bỏ cái đầu vào, con này là mất cái đầu và chỉ có cài bằng cái này này. Cái đầu này cũng bẹp rồi. Cái đầu cũng bẹp rồi. Rồi em bán. Con này mất đầu giờ bán sao? Đáng lẽ em bán 800 nghìn đi. Mà bây giờ em bán con này bị dây kéo thì anh em về một là thay dây kéo chỉ có khúc vậy thôi này. Khúc dây kéo có 15 20 phân à 25 phân à. Em bán là 800 nghìn. Giờ bớt cho anh em 100 nghìn anh em thay 200 luôn. Lấy 600 nghìn. Mã 45. Bớt 200 luôn. 200 luôn nha. Bữa hàng đầu like giùm em con này nha anh em. Chơi ghi lê đầu like luôn này. Con multicam con này là của Mỹ ạ. Con này không phải ăn chơi bình thường như cái con của Linh Anh đâu. Con này là mấy cái con áo giáp mà em có cho anh em mấy cái hình thumbnail á. Nó bẩn mấy cái con áo giáp này không phải đùa đâu á. Gọi là chiến thuật mới được bẩn á. Đây có cái túi này anh em này. Và trước này cũng có cái túi treo lủng lẳng nha. 3-4 túi gì đó. Rồi, hiện tại con này thì 70 kích. Nhưng mà anh em có thể mở ra là được 80 kích. Em test thử luôn nha. Test thử luôn nha. Bên này không chui được. Bên này chui được. Cái này là vỏ giáp thôi. Còn cái ruột giáp của nó mất tiêu rồi. Cái ruột thì anh em chỉ cần đốc cái này lên. Đấy, bỏ cái giáp vào. Anh em nào mua giáp rồi bỏ vào. Nhưng mà bây giờ mình chơi thời trang, mình đừng có chui giáp vào cho nó nặng nề anh em ơi. Thực ra là nhiều anh em mua cả ruột giáp nữa. Nhưng mà về là nó nặng quá. Mình bận không có nê nổi. Hầu hết là cởi giáp vứt hết rồi. Cởi ruột rất vứt hết rồi. Đấy, còn cái dây này nó không biết nó tuột từ đâu ra đây không biết nữa. Hiện tại như vậy là 70 kg. Vậy em sẽ mở bên này không? Nó chỉ mở ra được 75 kg thôi. 75 kg thôi. Còn cái dây này này nó bị buông chỉ ra thì anh em cho chui vào may lại giùm em cái. Túi thì cồng kềnh này. Đây là một cái túi bự này. Túi bự anh em có thể mở cái túi này ra được nhá. Rồi vỏ giáp mở ra thôi. Chui vào nóng khí bà thôi. Còn ở trên cái vai của nó thì có miếng keo nó dán cái gì đây em chả biết nữa. Đang còn đẹp lắm. Chốt giùm em con này là 1.1 triệu. Mã 41. 1.100.000 mã 41. Một triệu 100 mã 41 nha nhé. Cái này nó. Rồi tiếp một con áo này là áo phao. Con này là phao bell slash slash. Đây con bell nha, bell này mùa đông anh em. Xlat mắc in USA này. USA này. Con này là bell mùa đông ấm. Mùa đông rất là ấm. Bề ngang là vai của nó là 47. Dài là 69. 69 70 thì cao 17 là vô tư rồi. Phao cực kỳ ấm luôn. Của trong màu vàng ha. Mới đẹp. Nhưng mà con này to ạ. Con này 80-90 kg luôn á. 80-90 như thế này này. Nhưng mà 80-85 là đẹp hơn, đúng không ạ? Rồi,
Ai ưng chốt giùm em 400.000 mã 40. Con này mới rẻ này. Con này đẹp mà rẻ, anh em cứ thích. Anh em về quay đi kéo mà hai chiều á là anh em sử dụng được cả mặt này, nó nhẹ lắm. Cái nhẹ ưng ha. Bây giờ em lên cái quần. Quần rần ri vải kaki hàng cấp phát của Mỹ, bụng là 86 này. Ai kiếm một cái con bụng 86 cực kỳ khó luôn. Bố hôm ai nói này, thông thường mà cái này mà bụng 80, 90, 100 thì nhiều, còn 82, 84, 86 cực kỳ hít. Tranh thủ chốt của em nha. Con này dài 112, 112 đấy. Gọi vết đến lúc rồi này. Chỗ này nó dính cái gì đấy nhé, cái lông có vết ỉm nút nha anh em, xanh thì xanh đều ấy nhưng mà có vết ỉm nút rồi này, mắt mắt nút có vết ỉm nút với cái lông này phất chùm em cái. Rồi chốt chùm em con này, ủa giá lâu động vậy ta, con này nó đẹp vậy mà, chốt chùm em 400.000 mã 343, 400.000 mã 43. Con này chất vải kaki, con này chất vải kaki nè. Cái này mà là nỗi đau của em đó. Cái này là nỗi đau của em này. Anh em mua đồ, anh em cứ tưởng như em là đang lờn vờn, đang ngồi là chờ khách để mà đi tìm đi lừa. Khách này kêu lừa, lừa cho đã rồi là bảo là không lấy. À, chơi đã không? Thời gian của em là chỗ ăn. Bỏ công đi lừa là chỗ ăn. Cho nên anh em theo dõi like giùm em nha. Ưng chốt còn không ưng thôi, cái này là em ghép cho một bộ này đây. Cái này là người ta chốt cái quần, cái áo rồi, giờ người ta chốt cái quần. Thì cái này em ghép lại là trùng màu tuyệt đối luôn này. Ai thích ghép bộ thì chốt nha. Cái này cũng làm cho em ức lắm nhưng mà thôi, người thì có người này người kia. Con này là vai 51, dài áo là 74, dài áo 74, tem này, tem đầy đủ hết nha anh em. Mình làm dâu trong họ thì có những cái người ta chà đạp mình thì mình cứ phải chịu thôi, bởi vì mình làm dâu mà, đúng không? Nhưng mà coi đó coi đó. Con này có hai cái tem cổ này, hai cái tem cổ 3, 4, 5, 6, 6 cái tem là 300.000. Con áo này 70-80kg, chốt cho em 400.000 mã 42. Hai cái này em gợi ý ai mà thích nguyên bộ thì nên tranh thủ chốt nha. Tranh thủ chốt bởi vì nó cùng một size, cùng thùng màu và tuyệt đối luôn. Người ta bỏ sức lửa cho mà còn này nọ. Bây giờ anh em cứ tự mà mua lẻ đi. Còn cơ hội mình được lửa mà còn phủ lòng người lửa nó mới đau chứ. Tiếp cái con này là cổ úa. Con này nỉ sót bụng là 82 em, 4 túi. Dài quần là 106. Cái đấy là chưa nói là chốt thì chốt cho chắc. Còn chốt để đó rồi lại xả ra, trong lúc người ta chốt sau lại mình ôm mất. Ôm mất mình không bán được cho người khác. Thì cũng thông cảm cho người mới mua lần đầu chưa biết. Cứ nghĩ là chỉ nghĩ cho mình chứ không nghĩ cho người bán. Rồi con này là nó bị bể hai cái nút này. Thế anh em mua luôn dần nút khác thay giùm em đi. Thay luôn. Vải dày nha. Con này nỉ nhưng không có sót. Chốt giùm em con này 500.000 mã 44. 500.000 mã 44, con nó bận mùa đông, mùa hè cũng được. Con này là áo lễ phục. Áo lễ phục. Vai của nó là 47. Dài áo là 77. Dài áo 77 nha anh em. Con này lễ phục bệnh rất là đẹp, phọc lên rất là đứng nha anh em. Đứng không? Quá là đứng luôn. Quá là đẹp. Con này là 60kg, 50-60kg. Chốt giùm em con này giá là 500 mã 38. 500 mã 38. Tiếp một con áo khoác khúc cây này. Lá cây, khúc cây anh em ơi. Ừ, hai mặt luôn nha. Mùa đông ấm. Hai mặt luôn này. Mùa đông nó ấm lắm.
con này bề ngang vai của nó là 52 và dài áo là 71. Bận hai mặt luôn nhá. Mặt nào chơi, cái này là bận một ngày một mặt. Đối với này con này dày mùa đông. Mùa đông này thì cũng là ấm nhiệt tôi đó. Em bận mặt này, sao em bận mặt kia cho anh em ha. 70 đến 80 ký hai cái túi ở đây. Cổ là cổ nhung anh em, cổ nhung giống cái thằng Philip của nghe ơi. Mẹ ơi. Ôi mẹ đang còn like, mẹ tưởng ba gọi chứ. Ba nó. Ba đi công việc rồi. Ba đã. Ừ. Mày gọi cho ba cái, chở anh Hào đi học. Ồ, anh Hào đi học hả? Rồi chờ mẹ một chút xíu nữa nha. Chờ mẹ, mẹ chở đi. Rồi rồi em bận bên này. Con giờ không có ai chở đi học rồi. Rồi bận bên này nha anh em. Nhìn bên này cũng hai túi như vậy luôn nha. Tha hồ mà bận. Rồi ai thích chốt cho mẹ em là 500.000 mã 39. 500.000 mã 39 ạ. Tiếp một con này nha anh em. Áo combat. Combat của Multicam nhưng mà của bánh tỉa. Con này không phải của Mỹ, không biết nước nào luôn ạ. Size M. M là 55-65 ký thôi. Con này 55 đến 65. 65 là body á. Hai cánh tay là bằng vải, ở giữa là thun nha anh em. Bề ngang có 51 ạ. Bề ngang 51 và dài 70, mũi kem, dây kéo cổ nha. Ai ưng chốt 400.000 mã 37. Tiếp con rần ri kaki caro này, 6 túi hộp. Con này là bụng 88. Bụng 88, dài quần là 106. Chất vải caro, màu quần này thì không lắm mới nữa đâu. Được 93-90% nữa thôi. Em để giùm em giá lao động nha. 300.000 mã 36, không ngủ rách không dơ. Tiếp con ghi lê nữa này, bên này ghi lê hơi nhiều. Con này ghi lê ngụy trang anh em. Vai của nó là 55 và dài áo của nó là 567. Đẹp nha, 4 túi mùa đông anh em. Con này mùa đông không phải mùa hè đâu nha. Rồi 75 đến 85 ký ở trong này cũng có túi này. Có một túi à. Đẹp. Ai ưng chốt con này dùm em 300.000 mã 33 hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nha nhé. Em bye ạ.